Joseph Smith là một nhà lãnh đạo tôn giáo người Mỹ và là người sáng lập ra đạo Mormonism và phong trào các thánh ngày sau. Khi ông 24 tuổi, Smith xuất bản sách Mặt Môn. Smith được một thiên thần tên là Moroni viếng thăm khi ông đang cầu nguyện. Theo sách nói, sau này tín đồ của ông đã vượt từ miền Đông qua miền Tây của Mỹ và họ làm lụt rất là cực khổ để khắc phục một thung lũng khô cằn khắc nghiệt. Lãnh đạo là Brigham Young và đây là nhà thờ họ đã xây và đây là những thánh đồ ngày nay đi truyền đạo. Chúng ta phải tới Salt Lake City, come with us. Đây là mình đang lái xe từ Denver tới Salt Lake City, thành phố Salt Lake City ở tiểu bang Utah. Tới rồi, tới hotel rồi thì mình đi bơi. Khu này là khu rất là nhiều núi. Mình từ mới rời hotel đi ra, bây giờ đang trên đường tới nhà hàng gọi là Astro Burger. Đây là những căn nhà và những cơ sở làm ăn của nó. Đây mình đã tới tìm Astro Burger. Đây là xung quanh nó nè. Thật là có duyên chỗ trong đây cũng trang trí giống như nhà mình. Rồi, mẹ Yến đi lấy đồ ăn kìa. Rồi, cái này là gà chiên, cái này bánh mì toast và khoai tây chiên và một dĩa salad. Còn này là bánh mì mà phần của mình là bánh mì grilled cheese mà bỏ thịt steak vô. Còn trái thì lấy cái gọi là Astro Burger. This is corned beef. Chắc sẽ ăn hết không? Of course. Có món bỏ mưa không? Of course. Can we eat? Ăn đi. Chưa cần hỏi, đang ăn vừa hỏi. Mình nhai coi nó giòn không? Ở ngoài thì giòn. Ở trong á lại có hành. Hành này là hành ngọt. Juice nó bắn vô trong miệng mình, tan vào cái vị giòn, rất là ngon. Đây là Kentucky đầu tiên ở Mỹ, ở thành phố Utah. Nhưng mà tối nay Jesse ăn Astro Burger xong nói là phải đi mua In-N-Out Burger, là một cái burger mà nhiều người thích lắm. Đây là mình mua burger In-N-Out. So one cheeseburger with onion, one double double with onion and one fry with spread. Bị chê rồi. Rất là simple. Chỉ có 2, 4, 5. Thì pháp âm ok kìa. Đó, giờ thấy pháp âm lại rồi. There you go. Thank you. Rồi, mình tới gần hotel rồi, gọi là Embassy. Nơi này đặc biệt của nó là sáng thì nó cho ăn sáng miễn phí. Cái áo của In-N-Out hả? Yeah. À, bánh mì của Kali. Thank you for waiting. Đó, mình mua cái này. Chắc sẽ là ăn cái double. Ok. Còn Daddy để ăn cái single. What kind of sauce? It's animal style. Oh, animal style. Nó ăn kiểu này là nó bị ứng tim nó chết sớm. Nhưng mà nó đang dồi dào sức khỏe, đang tập thể dục nữa.